Thủ môn Liêm Điều và chiếc áo đấu đặc biệt trong ngày đóng thế tại U23 Việt Nam. Trong trận bán kết với U23 Đông Timor tối qua, thủ môn Trần Liêm Điều chắc hẳn đã có gần 30 phút đáng nhớ nhất trong cuộc đời khi ra sân mà không mang găng tay, đồng thời phải tìm cách đưa bóng vào lưới thay vì cản phá trái bóng. Đặc biệt hơn khi chiếc áo cầu thủ này mặc trên người bị in sai tên. Thủ môn của câu lạc bộ Nam Định được ban huấn luyện chuẩn bị sẵn hai chiếc áo từ trước khi di chuyển từ Việt Nam sang Campuchia. Một chiếc áo vàng của thủ môn và một chiếc áo trắng để phòng khi thủ môn này buộc phải vào sân thi đấu trái sở trường. Nếu chiếc áo vàng được in đúng tên của thủ môn sinh năm 2001 thì chiếc áo trắng lại bị in sai tên. Chiếc áo trắng được thủ môn của U23 Việt Nam khoác lên mình được in tên Trần Liêm Điều thay vì Trần Liêm Điều. Được biết, chiếc áo trắng được Liêm Điều mang từ Việt Nam sang, ban đầu không in sẵn tên và số. Chỉ khi tới Campuchia, nhờ sự trợ giúp của một Việt kiều tại Phnom Penh, chiếc áo của thủ môn 21 tuổi mới được in hoàn thiện và chuyển tới ngay trước giờ bóng lăn. Hình ảnh thủ môn Trần Liêm Điều vào sân và chiến đấu cùng đồng đội cũng là hình ảnh thể hiện tinh thần và ý chí không bỏ cuộc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của U23 Việt Nam.